Hello, em chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại YouTube của Hàng Nhật Mã em nhé. Đây, em là Nam đây. Thì truyền hình trực tiếp cho các bác ít thông tin về bão nhé. Hiện tại bây giờ là khoảng tầm là 11 giờ kém. Phải 11 giờ đi. Tại đầu cầu Thái Bình nhá, để bác cây cái cây vũ sữa cho em này. Ngày hôm qua em có lên, em có la vậy chặt cành cây đấy. Nhưng mà hôm nay vẫn la hơi ít. Bão lũ nhá, để mưa mới này. Nó rất là to luôn đấy. Đây. Đây. Cây đây, cây sa cây gì? Sa kê đây. Bay đổ hết rồi, cái mít cái đấy các bạn. Đây hôm qua là nhà em là cái gốc này là đi xuống yếu nhất này, em phải chàng lại em nhé, chàng lại đây, chàng lại như này không biết nó có bay không đây, nhưng bây giờ bão thì cách đất liền có hơn được, còn trăm cây nữa cơ, không biết nó về nhà về Thái Bình thì là có làm sao. Còn đây này bão lũ này, đấy hiện tượng là có này, đây nhà em là cái mái tôn này nó bay không đây, nhưng mà nhà hàng xóm của anh thì rung rung xa xa à, thì lại là cây mít đã đổ rồi, đấy còn cái trái thanh long thì không biết có thông thoát được không thôi, đây các bạn này, đấy bưởi thì rụng hết rồi các bạn, bưởi biết thì rụng sạch rồi. Đấy, bởi vậy. Đấy, quê nhà em đấy, các bác đấy, Thái Bình đấy. Đấy. Thì nó thầy các bác là bây giờ không dám ra đường đâu nhá. Em nay em đi ra đường một chút rồi em đéo hỏi các bác, mà sự các bác là biển hiệu quảng cáo là nó cây chứ đổ hết rồi. Đấy. Được chưa? Thì các bác là bây giờ nó đang mất điện cục bộ nhá. Thế là cơ hội tôi nên là trưa nay em cũng không livestream cho các bác được. Thì mong các bác thông cảm nhá. Với lại gửi lời đến các bác là những bác nào mà đang khu vực gần bão ấy thì các bác nên hạn chế ra ngoài đường nhá. Chúng ta cứ nên ở nhà thôi. Mãi thì mãi thì ngày không phải ngày hôm nay vậy, mà ngày mai thôi, ngày nay chúng ta dừng hết lại đấy. Thế đây các bác này có ít đấy đây, có ít bình thủy đây, cũng chưa lên sóng cho các bác được, thật sự bác này cũng chưa thời gian mà lên mà livestream cho bác được, thì bác nào cần cái loại bình thủy nào bác lên lại em phát nhá. Đấy, cũng chưa livestream cho bác được thì em sẽ lên livestream sau đi, để mai kia em sẽ livestream ở bình thủy ở nhà em một ít đấy nhá. Đấy, bác thì có rít mạnh chưa, thì bác nào cần cái gì bác lên lại em với nhá, điện thì mất rồi. Thế nên là bây giờ để các bác thông cảm nhá. Đây em đang video này bằng mạng 3G 4G cơ. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều, thì bài thông báo các bác là có lẽ là sáng nay em nghỉ live nhá. Hoặc là để nếu mà tối nay mà tình hình điện đóm ra làm sao với lại gió dứt như nào thì có thể tối nay em la chim sau nhá. Đấy. Chào các bác, cảm ơn các bác rất là nhiều.